Theo anh em thì đây có phải gọi là một con xe xuất sắc hay không anh em? Ý kiến riêng của em là nó chỉ dừng lại ở một con xe đẹp thôi nè. Một chiếc Toyota Fortuner số sàn đời 2018. Ý kiến cá nhân của em ở mức đẹp thôi, bởi vì con xe này đã được độ đẽo rồi. Độ một cái phần cản body lizard, phần ốp bên hông và ốp sau đuôi. Cộng thêm đó là chủ làm full nội thất anh em. Một số ý kiến sẽ cho rằng con xe này cải lương. Đó, mình thích một cái form dáng của nguyên zin hơn là cái xe đã độ đẽo rồi. Còn một số ý kiến cho rằng độ như thế này đẹp và nó tính cách ha. Đó thì tùy theo cái ý kiến cảm nhận của mỗi người, có người thì thích độ xe, có người thì thích là để nguyên zin. Còn như anh chủ cũ của cái xe này thì ảnh là người thích độ chế nên là ảnh trang bị thêm anh em. Đó, cho anh em coi ha. Con này thì em cũng đã quay video khá nhiều cho anh em rồi và nó là một con xe đẹp bởi vì toàn bộ keo chỉ xung quanh xe là còn nguyên bản, máy móc còn rất là sáng luôn em. Một chiếc Fortuner máy dầu số sàn, máy cực kỳ đẹp. Và con này lăn bánh dọn dẹn chỉ có 61.000 cây thôi em. 2018, 61.000 cây ha. Đẹp ở đây có nghĩa là xe nguyên bản anh em. Và xe này là một chủ từ đầu và người ta bảo dưỡng toàn bộ lịch sử trong hãng hết. Đó, anh em có thể đem vào hãng anh em kiểm tra, gõ số khung số máy sẽ ra lịch sử toàn bộ trong hãng hết. Còn không quá xuất sắc ở đây có nghĩa là người ta đã độ rồi, ví dụ như là anh em không cần, không thích nữa thì mình về mình tốn công mình tháo ra mình về zin thì nó hơi bất tiện chút xíu. Nhưng còn ví dụ như là anh em thích để như vậy luôn thì cơ bản nó cũng đẹp anh em. Đó nè, từ phần tắp bi này kia là anh chủ anh làm hết ha, anh không cho cái tay của mình tiếp xúc trực tiếp vào cái xe nên là anh dán là toàn bộ những khu vực này hết em nè. Cái này là ghế nè, ghế da anh chủ làm hai màu ha, đỏ đen, và ở trên này nó có một cái bộ bọc nè, rồi vô lăng này kia. Nói chung là con này anh chủ anh làm hết rồi nè, 61.000 cây chuẩn nè. Đó, mà nó tuyệt rồi, cho anh em coi luôn nha. Auto chuẩn là 61.000 cây anh em, rất là đẹp luôn ha. Nó hơi lâu em thông cảm giùm em ha. Đây 60.000, 982 cây coi như 61.000 cây. Trang bị sẵn cho anh em camera hành trình nè, màn hình luôn. Đó, con này thì anh em chỉ về đổ dầu mà sử dụng thôi. Tất nhiên là xe Fortuner ở trên thị trường rất là nhiều xe anh em, nhưng để tìm được một con xe đẹp như thế này thì khá là khó ha. Đây, hàng ghế thứ 32 nè anh em. Đối với dòng Fortuner á, thì tư thế ngồi nó cao ráo rộng rãi anh em và cực kỳ lành và bền. Và riêng bản thân em cảm nhận những cái xe Fortuner hoặc là Innova số sàn của nhà Toyota á, thì đi rất là mượt mà anh em, con số rất là ngọt luôn. La phong ha, có sàn 5D cho anh em sẵn, rồi có nẹp bước chân trong ngoài. Còn về tình trạng mâm lốp nè anh em, đây 61.000 cây, gai lốp còn cực kỳ dày luôn ha, tua tủa luôn nè. Đó, và cho anh em coi những cái tình trạng của con ốc nè. Đó, con này là xe nhập nha anh em, được cái là xe nhập và xài 4 tháng đĩa luôn ha. Nè, đét lốp là 2018 nè, 4 cái zin theo xe nha anh em. Rất là đẹp luôn ha. Ở phía sau xe nè. Đó, cũng có cảm biến cam gia, mặc dù là xe số sàn nhưng mà con này được cái là nhập anh em, và anh em tìm xe nhập cực kỳ nhiều luôn. Anh em không thích xe lắp ráp trong nước, anh em chỉ tìm cái dòng xe nhập thôi ha. Đó, cho anh em coi nè. Toàn bộ sạch sẽ và tươm tất nè, hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba đây. Đó, con này thì em cũng quay khá là nhiều cho anh em rồi. Anh em nào quan tâm thì cứ sắp xếp lên xem xe, gặp trực tiếp em ngon ha. Con này em đang chào là 786 cũ. Anh em đừng có so sánh với những cái xe thị trường, anh em nói là xe này giá cao hơn xe thị trường. Ở ngoài thị trường ta bán là 74, 75, 76 thì nó tùy. Tất nhiên là anh em cứ liên hệ, anh em đi coi thực tế, sờ tận tay, gai tận mặt đi ha. Sẽ có một cái đánh giá khách quan hơn. Anh em ngồi ở nhà, anh em xem trên cái video á, thì đôi khi anh em không có hình dung được thực tế cái xe như thế nào. Anh em cứ lên đây, gặp em, trao đổi, rồi xem xe. Đó, ví dụ như mua không mua tính sao ha. Và con này thì em vẫn có hỗ trợ cho anh em vay ngân hàng luôn nha. Anh em chỉ cần chuẩn bị trước giùm em tầm khoảng 420. Đó, khoảng loanh quanh 420 là mình có thể nhận xe được ha. Toyota Fortuner số sàn máy dầu đời 2018, một chủ bảo dưỡng hãng, 786 cũ, hỗ trợ vay từ khoảng 420 cũ nha anh em. Anh em nào quan tâm con xe này, anh em cứ liên hệ trực tiếp với em Ngân ha. Ngoài ra anh em có những con xe đời cũ 5 chỗ, 7 chỗ anh em muốn trao đổi lên đời con xe này, anh em cứ gửi thông tin cho em đi, em sẽ thu mua cao và có cấp đổi bù trừ cho anh em luôn nha. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều.